Em mọi người yên tâm chưa? Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi và người phụ nữ mang tên PN tiếp tục với chủ đề mà chúng tôi thắc mắc nhất. PN đã làm thế nào để hợp thức hóa các loại giấy tờ để đứa trẻ trong bụng thai phụ trở thành con đẻ hợp pháp của khách hàng? Không lo, cho tớ xin cái bảo hiểm thôi. Đến lúc đẻ là chuẩn bị kiểu như là mẹ chuyển tạng thì tớ gọi hai vợ chồng xuống bệnh viện sản nhi đây này, thì là tớ cho mẹ học thuộc cái tên tuổi của vợ, xong rồi khai vào đấy, xong đến lúc là tớ cho vào sinh kiểu sinh nhi đau đẻ quá và cấp cứu đấy. Để giữ khách và tin tưởng chất lượng làm ăn của mình hơn, PN không ngần ngại trình bày tường tận từng đường đi nước bước của cô ta. Sinh bây giờ thì hai vợ chồng cũng lo, cho tớ xin cái bảo hiểm thôi. Mẹ đi đẻ cấp cứu, nghĩa là mẹ đau bụng quá, đi đẻ cấp cứu, vào phòng cấp cứu cho lên phòng đẻ luôn. Xong rồi người ta hỏi là giấy tờ đâu, bảo người nhà chưa mang lên. Thì đến lúc mà nhà lại mang xuống thì tớ vào lộp là bình thường, đọc đúng tên tuổi là được. Khi đẻ thì em vẫn cho khai tên của vợ chồng anh ấy bình thường thôi. Khai vào gốc luôn. Đây cũng chính là kẽ hở đáng báo động của các bệnh viện sản nhi. Các nhà hộ sinh hay cơ sở y tế được cấp phép dịch vụ sinh đẻ được PN khai thác để hoạt động dịch vụ. Mình làm này đã bao giờ bị cái gì gọi là rủi ro gì chưa? Anh hỏi thật. Em chưa. Làm được lâu chưa? Em làm lâu rồi đấy, mấy năm nay rồi đấy. Em mua hết bàn vào bà chưa có vấn đề gì đâu. Chưa bị lần nào cả. Mỗi năm thì khoảng bao nhiêu bà? Em thì cái đấy thì em không tính được rồi. Thank you.